Quý khán giả thân mến, trong thời gian làm đường Xá Lùng thì có một lực lượng rất là đặc biệt cũng tham gia làm đường, đó chính là lực lượng thanh thiếu niên. Và ngày hôm nay thì Trao đã thực hiện lời hứa với tất cả những cái bạn thanh thiếu niên đã từng góp sức làm đường Xá Lùng, sẽ đưa tất cả các em ở đây đi mua những cái bộ quần áo mới, những đôi giày mới để sẵn sàng chuẩn bị cho năm học mới. Ngày hôm nay thì nhóm của mình có bao nhiêu đứa nhỉ? 2, 4, 6, 8 đứa à? Ok, 8 đứa. Chắc là được khoảng 3 bộ quần áo, một đôi giày đây đắt không? Ở đây là giày thể thao à, không phải 200. 200 à? À ok, thì anh nghĩ là đủ đấy. Đấy thì trong cái số tiền đó, 400 đô đó thì cha sẽ cố gắng làm sao hả? Mua đều cho tất cả các em ở đây, mỗi đứa một vài bộ quần áo, giày dép để chuẩn bị đi học năm học mới. Thì lực lượng này cũng là những lực lượng rất là xinh xắn luôn, toàn trai xinh gái đẹp, hôm nay rất là khác luôn. Đây như Cầu mặc một cái bộ truyền thống của người Mông này, rất là đẹp luôn đấy. Nhìn khác hẳn Cầu hàng ngày ở trên công trường. Đó. Em ấy tên là gì ấy nhỉ? Hả? Sùng à, đấy, Sùng với Cầu mặc hai bộ quần áo rất là xinh. Bây giờ cũng là 8 giờ rồi, chúng ta sẽ đi vào chợ sớm một chút. Không mà chợ tan sớm là không có gì để mua, bởi vì ở đây là chợ diễn ra thường người ta đi chợ từ 5 giờ sáng rồi mọi người ạ. Nên là mình cũng phải đi thật sớm. Nào, nhanh lên nào. Chợ phiên là một trong những cái nét rất là đặc trưng của văn hóa vùng cao. Cái chợ phiên phố cáo này thì nó là chợ lùi ấy. Tức là ngày hôm nay thì là thứ 5 là chợ, thì sang tuần sau nó sẽ là thứ 4, và sang tuần sau nữa nó sẽ là thứ 3. Đây, nên là mọi người sẽ có một cái lịch đi chợ như vậy, nó cũng rất là hay. Có một cái câu chuyện vui khi mà Trao nói chuyện với bà con Xá Lủng rằng là ngày xưa đi xuống chợ thì mất khoảng 40 phút nếu mà đi bộ, còn đi xe máy thì còn lâu hơn nữa vì đường nó khó đi. Thì bây giờ đi ăn một bát phở chỉ hết 5 phút thôi. Đó, một cái sự tiện lợi vô cùng luôn. Và tất nhiên là sẽ còn rất nhiều những cái sự tiện lợi khác về sau này nữa. Đó là một cái niềm vui vô bờ bến của bà con Xá Lủng. Như đây mọi người có thể thấy là ở chợ phiên thì bà con bán rất nhiều những cái nông sản địa phương. Những bác này bác bán ớt này. Anh trai này bán những chiếc smartphone này. Cô này thì bán gia vị này. Ở đây thì bán bánh chưng này. Bánh chưng rồi là xôi nếp này. Bán chổi này. Những cái vật dụng để nấu cám lợn này. Rồi là trang sức nữ trang này. Ớt này. Nhiều thứ lắm. Nó rất là nhiều mặt hàng. Nó rất là đa dạng. Từ nông sản địa phương tới máy móc công nghiệp. Vừa bước vừa ngại á. Để xem là đội này sẽ lựa chọn shop nào đầu tiên. Bây giờ nhá, em giao cho anh lo hai đồng chí này. Ok. Đấy. Bởi vì có mỗi hai đàn con trai thôi. Còn mấy đứa con gái này để em giải quyết. Đi đường nào đây? Chợ phiên nó là một cái dịp cũng rất là đặc biệt. Có nhiều người họ xuống chợ phiên chỉ để ngắm không khí thôi. Để tận hưởng cái không khí đông người thôi. Vì nhà cửa họ ở trên những quả núi cao. Ở trên này này, đi chợ phiên để ngắm không khí, để thấy đông người. Có những người chỉ đi ăn một cái bánh rán, hoặc uống một ly rượu. Những cái nhu cầu rất là cơ bản, rất là đơn giản. Chúng ta đã tới cổng chợ phiên phố cáo. Nên mọi người đi du lịch Hà Giang mà may mắn gặp được những đợt mà có cái chợ phiên như này thì chúng ta cũng nên vào một lần cho biết, để tìm hiểu được cái văn hóa đời sống của bà con vùng cao. Rồi, cái đội quân của mình đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Nào, Cầu dẫn đầu chị em đi nào. Hàng nào bây giờ? Nắm tay nhau không đi lạc nhé. Hả?
ba thứ mà ba thứ chỉ có 10.000, ba khẩu trang có 10.000, ba chất liệu có 10.000 ạ, ba bàn chải có 10.000. Đây rồi, chúng ta đã tới khu vực thời trang. Vẫn đang chủ yếu là những bộ quần áo của... Mình đi mua giày trước hay mua quần áo trước ạ? Rồi ơi. À, mua cái gì trước nào? Tức đi hàng quần áo trước đi nhỉ? Ờ, đây rồi, hàng giày dép đây rồi. Lung linh quá, sặc sỡ. Ở trên những bộ quần áo của người Mông thì cũng khá là sặc sỡ. Đây là khu vực đồ người lớn, khu vực đồ giới trẻ. Chúng ta vẫn chưa tiếp cận được. Ở trong này nó như mê cung ấy mọi người ạ. À, đây rồi. Ok nha, bây giờ mọi người cứ chọn tự nhiên nhá. Đấy, xong rồi anh sẽ giả tiền. Cứ đi chọn đi, chọn thoải mái đi, xong anh sẽ gửi tiền. Cứ chọn đi nhá, xong anh gửi tiền. Chọn thử đi, thoải mái đi. Không cần nhìn giá nha, cứ chọn đi. Ừ, cứ mua đi. Rồi, để các bạn gái tự chọn nào. Hai thằng này đâu, đồ nam đâu. Đấy, anh biết anh tìm chọn cho bọn nó không này. Bên này là hàng thời trang trẻ này. Nói chung là cũng rất là đa dạng và phong cách. Đa dạng hàng hóa, mẫu mã. Thôi được rồi, chọn đi nhá. Hai thằng này nữa, hai thằng này bây giờ đâu? Đi cùng anh Hân đi. Mấy bạn nữ thì hơi xấu hổ một chút. Còn mấy cậu bé nam này là cũng nhút nhát lắm, cũng không mạnh dạn lắm đâu. Những cái áo như này này, nó vừa thoáng vừa ấm này. Đi học thì có quần. Quần với áo. Đại ca, quần áo đi học là những bộ nào nhỉ? Đây, hộ em phát. Đây, vào đây. Đấy, cứ phải hỏi chủ quán nữa, nó mới hợp lý. Đấy, đại ca xem hộ em hai thằng này phát. Đấy, đúng rồi. Đây, thích cái loại này cháu. Đấy, cái loại đấy thời trang hơn đấy, nó có vạch vạch nhờ. Đấy, trông ăn chơi hơn đấy. Ừ, nó có điểm nhấn, trông ăn chơi hơn đấy. Không sành điệu. Bác cứ thời trang nhất, mốt nhất của năm nay ấy. Đấy. Đi học là các bạn gái phải lác mắt đấy. Ừ, mốt nhất. Có loại ngắn hơn không? Đấy, cứ chọn đi nhá, cứ chọn thoải mái đi. Phứ với nô cũng nhút nhát lắm. Cắm ở đấy không đổ đâu. Em thả không đổ sao? Cứ thả đi. Chỗ... Rồi. Đấy, quần vải cũng được, quần jean cũng được. Quần bò thì đâu. Anh ra dưới đi anh ấy. Em thả em sợ đổ ấy. Đúng không? Có đúng không? Em nói đúng mà. Quá là đa dạng các mặt hàng. Đấy, hai thằng cứ chọn tự nhiên đi nhá. Rồi, chúng ta xem bên này các em gái là như nào rồi. À, đây rồi. Ờ, quần jean này bao tiền một cái? 180, 150 à? Ok, cũng vừa tiền. Đẹp phết đây. Cậu không chọn à? Đợi các em trước à? À. Cứ ba quần ba áo đi nhở? Ba quần á? Ừ. Thoải mái mà đúng không? Ừ, cứ 180 một quần thì thoải mái mà. Ừ.
Khả năng là mình có khi hôm nay sẽ phải bù thêm ấy, nhưng mà không sao. Mang lại niềm vui cho các em như này là mình cũng vui rồi. Chưa được rồi, mấy nàng này khó tính phết đấy. Khó tính ra phết đấy, không phải đùa. Mấy bạn này giống như là cũng được đi học ấy, cũng được tiếp xúc nhiều. Bây giờ nó cũng có mạng, rồi internet, rồi Facebook, rồi TikTok. Thì cũng tìm hiểu xu hướng thời trang cũng khá là nhiều. Có chỗ để thử không? Không có chỗ để thử làm nào? Phải có chỗ như này là biết là vừa rồi mày. Đây. Có thử không? bà chủ ấy không có chỗ để thử. Con quần bò nó bền hơn, mua quần bò ok hơn, quần jean ok hơn. Ừ. Mấy bà này khó tính lắm. Thôi ta tiếp xem hai thằng kia như nào rồi. Được chưa? Phứ với Nô được bộ nào chưa? Hai thanh niên đang chọn quần bò. À vẫn đang chọn à? Rồi chọn đi. Có áo không? Có chứ. Có áo, có quần chứ. Không có thử à? Mặc vào thử đi con. Đây này, làm cái áo này cho nó sành điệu rồi. Đây là cái này điệu quá. Ừ. Thôi cứ kệ các bạn ấy chọn. Ở đây cái này được này. Cái này thằng Nô mặc sành điệu này đẹp này. Thôi cứ để bọn nó chọn anh ạ. Cho lựa thoải mái. Cứ thích cái gì lấy. Anh em nói thật sự là đi làm từ thiện tôi cũng có lấy lõi đâu. Chứ còn nếu nó để nói khách thì tôi còn nói hơn 200 đấy ông đi tắt đây này. Dạ. Mình chả có điều kiện làm thôi thì mình cũng nói thôi. Đúng không anh? Đó, những cái quần mà cái chất nó rất tốt này chỉ có 170 thôi đúng không? Đó. Bây giờ như này nhá. Chất này quá đẹp luôn. Mua quần bò rồi đúng không? Không bây giờ này. Chọn áo. Áo nữa. Quần vải. Hay chọn quần vải. Mua quần vải không? Mua quần vải. Ừ đấy đấy 100.000 cháu thích chọn cái nào rồi? Đấy quần vải có 100.000 thôi. Thế hai thằng chọn đủ quần nhá. Mỗi thằng được một cái quần bò rồi. Mỗi thằng một cái quần bò rồi. Ok. Ê cuối. Đây hai thằng này hai cái này vừa luôn. Cái này nó sành điệu hơn. Thứ no đây là. Cái này nó sành điệu hơn à? Dài quá. Hơi dài quá. Dài quá. Dài không? Dài. Hơi dài. Dài quá. Anh cho số ngắn hơn đi, số 24 đi. 23, 24 được vừa. Cái này mặc đi học đẹp. Đúng không? Cả nhà cả. Đúng là chú ấy, nhưng mà cứ gọi anh cũng quen rồi. Thích gọi anh hay bằng chú? Anh cũng được. Gọi bằng bác. Đây phải gọi bằng bác rồi. Mới thả được một cái quần jean rồi gì? Cái quần bò rồi. Rồi, ok. Thế tư vấn tiếp nha để mình tí mình trả tiền. Okay. Mình lại chạy sang xem bên này. Cái đội này đã mua được cái nào chưa? À, vẫn đang lựa thôi. Vẫn đang lựa. Rồi bao giờ mới đứa đủ ba quần ba áo thì bảo anh nhá. À, cầu mới được một cái đấy à, một bộ đấy à. Bà chủ này gặp đoàn khách sộp rồi nhá. Sẽ có giảm giá không?
Em sẽ giảm giá cho. À, bà chủ người ở đâu ấy? Em người ở Mèo Vạc ạ. À, Mèo Vạc ạ. À, là đi khắp tất cả các chợ đấy ạ? À? Chợ nào cũng bán? Được, em đi các chợ. Một tuần là đi được mấy chợ? Một tuần đi được 6 chợ. Một tuần đi được 6 chợ? Được, em đi hầu hết một, tuần luôn. Một chợ là bán được khoảng mấy chục triệu tiền hàng? Cũng chỉ được 3-4 triệu thôi ạ. 3-4 triệu, ờ, đấy. Một tuần là đi chợ 6 chợ, 6 chợ phiên khác nhau. Bán được khoảng 3-4 triệu tiền hàng một ngày. Ây da, đại gia rồi. Lắm tiền nhiều của rồi. Tôi chắc là kiểu hàng nào nó cũng như hàng nào ấy. Hàng này là thấy trẻ trung lắm rồi. Mua hết ở hàng này cũng được. Cầu này có vẻ sành điệu phết. Nhưng mà nhà không thử sợ nó bị ấy không? Không, các bé này biết chỗ em bán mà không thì các bé ra đổi cũng được. À, ra đổi được gì? Được, ok. Ra đổi được. Mà được. Mang thì mà không vừa thì ra đổi, ừ. Lấy mẫu khác cũng được. Cái chế độ hậu mãi là quan trọng đấy. Ừ, giữ chân được khách đấy. Rồi, bên này hai chú chưa chọn xong cho các cháu à? Các bé là hơi khó chọn. Hơi khó chọn à? Mạnh dạn lên nhá. Úi dồi ôi, thằng nào cũng nhát thế. Mạnh dạn lên. Hai quần bò rồi. Hai quần bò. Hai quần bò, một quần vải. Một quần vải. Thế còn áo? Áo bắt đầu bây giờ bắt đầu chọn. À, bây giờ mới lại bắt đầu chọn áo. Rồi. Đây, áo đây, chọn áo sơ mi thì đây. Đi chọn nốt áo đi xong rồi mới giả tiền được. Không, thằng Phứ nó sẽ thích mấy cái dạng kiểu nghịch nghịch như này này. Hay là lấy chung nắng. Không, nó sẽ thích cái loại mà phải gấu gấu một tí ấy, nó phải gấu đây. Ừ, đấy, đây, thằng Phứ nó thích cái mấy đấy. Hai thằng này nó thích những cái loại như này này. Cái này là giống cái trong năng mặc này. Đúng rồi, nó thích mấy cái mà sặc sỡ tí, đừng có trơn. Cái này hơi ngắn rồi. Ừ, đấy, tìm những cái mà nó nhiều họa tiết ấy, nó gấu gấu một chút. Đừng cái mua cái trơn, nó không thích đâu. Đấy, mấy cái đấy nó mới gấu, trông nó mới kiểu boy phố ấy. 45 anh ơi. Đúng không? Cái này cháu thích cái này đúng không? Này, ừ đúng rồi. Đây này, hoặc là mấy cái kiểu họa tiết như này này. Đấy, trông nó boy phố hơn. Đó, mốt thời thượng. Chứ mấy cái trơn này nó không thích đâu. Trơn nó đơn giản quá. Còn đây thì các bé đang mặc những cái áo á, truyền thống của người Mông này. Bên ngoài đó. Áo ra sơ mi thì mặc bên trong. Ôi, cứ chạy đi chạy lại giữa hai shop. Đấy, shop bên này biết là xong chưa? Xong chưa? Chọn đủ hết chưa? Đủ hết rồi, cái gì? Xong rồi sang shop khác chọn tiếp đúng không? Ấy, bà chủ cho cái giá phải trả đi. Tổng hết tất cả vào một. Em tổng hết tất cả vào một thôi. À, phải xem hết bao tiền. Đấy. Yeah. Cầu kỳ phết đấy, không à, chọn cầu kỳ phết đấy, không phải là chọn mỗi một shop. Phải đi mấy shop mới chọn được đấy. Cầu được mấy cái rồi? Một bộ thế á? Vâng ạ. Sùng được mấy bộ rồi? Hai bộ. Dính được mấy bộ rồi? Một à? À, sùng được hai bộ. Ôi dồi ôi, thế này phải mấy tiếng nữa mới chọn xong mất. Những cái bộ truyền thống nhưng mà là mặc để đi chơi, đi hội hoặc là những cái dịp đặc biệt của những cái bạn gái Mông ấy. Mọi người nhìn thấy nó cũng có một cái nét gì đấy mà chúng ta sẽ thấy nó khá là ấn tượng. Áo trắng này, thắt lưng vải xanh này, một chút họa tiết này, váy đen này, bên trong một lớp váy trắng nữa, kèm theo một đôi giày truyền thống nữa. Thì nó rất là bắt mắt này. Tổng cộng hết 1.710.000. 1.710.000 đúng không? Ok. Rồi, các mấy đứa cho vào túi đi.
vui lắm mọi người. Thật sự chúng ta có những khoảnh khắc, có những hình ảnh, có những giây phút rất là xúc động, rất là vui. Đấy, bây giờ mấy nàng lại bắt đầu đi sang shop khác tìm tiếp. Chứ không phải là dễ tính đâu. Để chọn là bằng đẹp mới thôi đấy. Rồi, đây này sếp ơi. Chị cười, em cảm ơn nhá. Em làm cho anh 1.700.000 tròn nhá. Xong em bù anh 300.000. À, được bớt 50.000 à? À, được bớt 10.000 à? Được bớt 10.000 thôi anh ạ. Trời ơi. Ok, rồi, đi tìm hàng khác tiếp đi. Rồi, xong tí lại gọi anh nhá. Ờ, cứ đi tìm đi. Lại chạy sang shop bên này để giả tiền. Bên này thì cũng cầu kỳ không kém. Hai dân chơi vẫn chưa xong à? Xong, bây giờ là chọn một áo nữa là xong rồi. À, một áo nữa xong rồi. Đấy. Ok rồi. Con trai nó vẫn đơn giản hơn chút. Đấy, đúng rồi, cái áo đấy xanh điệu này. Cho có họa tiết, có điểm nhấn này. Rồi, cuối cùng thì cũng đã chọn được 3 áo, 3 quần rồi. Tí nữa đi chọn giày thôi. Bây giờ là đến đoạn thanh toán rồi. Đấy, mỗi thằng một túi. Đấy, ông chủ cho cái giá phải trả. Cái này lấy 100 này. Đây đây, 155 lấy 100 này. À. Có 2 cái như thế. Cái này thì... Cái màu đen và cái màu trắng. Cái này thì rẻ hơn, cái này lấy 70.000. À. Còn cái... Đây là 3 cái là 270. Vâng, đây anh cứ tổng hết vào cho em là được. Này, cái áo này đẹp chưa này? Ôi. Ôi, áo nó quá xanh điệu luôn ấy. Nó có những cái điểm nhấn mà nó rất là thời trang ấy. Đó. Quá đẹp. Đây cái này là bằng tiền nhau đây. Có một cái này rẻ hơn. Cái này 300 này. Ba bộ này có đủ mặc làm gì, đủ mặc hết một năm học đúng không? Một kỳ thôi đúng không? Đủ một năm. Đủ một năm à? Còn mùa đông thì quần áo riêng nữa đúng không? Ừ, ba bộ này đủ mặc một năm. Thực ra là nếu mà với các bạn miền xuôi ba bộ quần áo không đủ mặc một năm học đâu, nhưng mà các bạn vùng cao thì như thế là quá ok rồi. 1.450.000 đúng không? Rồi. 1.000.000 này. 1.500.000 này. Đó, ok, bây giờ là hai đồng chí đi mua giày nữa thôi. Rồi, cảm ơn anh nhá. Thế có gì các cháu nó không ấy thì... Nếu không ấy cứ đem ra đây, chứ chưa? Nhưng mà đừng quần, đừng có trích quy nữa nhá. Đừng cắt cái quy cúc nhá. Mặt vừa thì trích quy. Ừ. Thấy chưa? Nếu mà cảm thấy không ưng quá thì mang ra đổi được. Đổi. Ok anh. Nào bây giờ, hai chú lại đưa đi tìm giày đi. Lại đi mua giày đi. Giày một lần hay mua đâu hả? Mua một phước. Ây da. Đấy, quần này không? Á, con bó, con may này. Chưa được à? Vẫn chưa. Ok, lại đi tìm tiếp đi. Thực ra là tại vì nó cũng có nhiều hàng quần áo quá mà đôi khi là chúng ta sẽ bị ngợp, nên là cái sự lựa chọn nó sẽ hơi khó một chút. Chắc là mỗi cái shop vừa nãy là đồ quần áo sành điệu nhất rồi, nên là mấy nàng lại quyết định vòng lại rồi. Rồi, lại vòng lại. Đó, lại gặp bà chủ rồi. Thế mới thấy là các ông chồng mà đi shopping cùng vợ là có khi chờ cả ngày cũng đúng. Vì mấy bà vợ mỗi lần chọn đồ quần áo chọn mấy tiếng một, mà đặc biệt là đi đông này nữa thì đúng là các ông chồng mà kiên nhẫn là chờ được vợ đi shopping, như mua quần áo, đi mua đồ, cũng phải là những ông chồng rất là yêu vợ, thương vợ, chiều vợ. Đó. Bây giờ thì mấy nàng lại tiếp tục lựa. Nó nhỏ. Đấy. Nó dài hàng nhau. Mấy đứa nó 34 rồi, 38 rồi. Có thử không? Cái này nó, sao mà nó nhỏ mà. Đây con này, về đây cô, bắt cho con thử con này. Nào, cô tên lên thử chất. Là bà chủ cũng hay xem video của Cha Vlog à?
Ui giời ơi, cháu đeo tất nữa là vừa. Ui giời ơi. Không to đâu, cái hàng này nó là hàng không to. Đấy bởi vì là cháu to, to. Thì có số nhỏ hơn không? Không có, đây chỉ là hàng nhỏ đấy này. Cái đôi rất đẹp nhưng mà hơi hơi to nhỉ. Đôi này không có số nhỏ à? Đôi cái này em đeo về em đeo tất cho nó là vừa. Đôi này đẹp quá. Bởi vì đeo giày giày thường thì nó mới đỡ đau cái đoạn chân của nó ấy, cái mũi chân của nó nó đỡ đau. Chân của thứ to hơn không? Đấy, to hơn. Đôi to này hơn là à? Vừa này. Đấy, sửa chân là phứ đi. Ui, đôi này cũng đẹp này. Thể thao này. Con cho này. Đúng rồi, Phứ làm đôi này ngầu nhất lớp luôn. Được không? Được à? Được không? Đúng rồi, ngầu nhất lớp luôn. Rồi, chốt đi. Có đôi nào mà mẫu nó như này mình nói không? Cho như này. Không thì phải... Không thì phải sang shop khác. Không có, em ơi, ngoài chị bán ra hôm nay. À, ngoài chị độc quyền giày trong này rồi hả? Ôi dồi ôi. Mùa này thì người ta chưa... Đây này con đã chủ đôi 37 sao này. Ừ, đôi này cũng ngầu này. Đôi này đẹp. Sỏ vào đẹp trai nhất lớp luôn. Đấy, đôi này là vừa. Được không? Ôi dồi ôi. Đẹp luôn. Chú còn chưa bao giờ đi cái giày đẹp như này ấy. Đây này chị. Đây này trai gái được hết. Trai gái được hết à? Vậy là đây gì nhỉ? Đôi đấy cũng đẹp. Có thử không? Anh thấy chất này nó giả da, nó mềm này. Cháu thử đi, cháu thử đi. Đôi này đi vào cao thì được 5 phân đấy. Đẹp, cũng đẹp. Nói chung là đôi nào cũng đẹp. Đôi này đẹp. Tùy lựa chọn thôi. Con thích đôi nào thì con lấy. Ưng không? Con thích đôi nào? Con thích đôi nào? Đôi này hay đôi này? Tự quyết thôi. Tự quyết thôi. À đôi này, ok. Thế Phứ lấy đôi nào? À Phứ lấy Phứ lấy đôi này rồi cái này, gì? Hàng này đắt hơn nhá. Cái này bao nhiêu? Hàng này phải 108, còn hàng kia chị lấy 150. À đôi này 150, đôi này 108. Đấy là ưu tiên rồi đúng không? Còn bình thường chị bán 100, bởi vì em sờ chắc em biết. Rồi em sờ em thấy. Chất da rất là mềm. Rồi. Ok, chốt chưa? Chốt rồi gì, ok. Chị cho em muối cậu một túi. Bác cho các cháu đôi tất nữa. Tất thì không có, à, không... thì em ra hàng 10.000 ba thứ. À, không có tất à? Thế... Ok. Thế tổng hai đôi giày là 530.000 à? 330. À, 330. À, thế đây em có tiền lẻ này. Ba đồng. Ok. Ok, rồi, đã giải quyết xong đội nam rồi, bây giờ đội nhà gái nữa thôi. Đội nhà trai xong rồi. Bạn gái không theo là các cháu bé. Còn 6 đứa nữa cơ, đợi tí. Đội nhà trai xong rồi. Vui lắm đấy các bạn ạ, à, bởi vì là những bạn đây đi học có khi cũng ít được mua được nhiều, ít khi được mua quần áo nhiều như này. Như này là vui. Xong rồi, đội nhà trai xong rồi. Đây đội nhà gái nữa thôi. Đội này thì lâu lắm, đội nhà gái này thì còn mướt. Bây giờ Chào này, anh Hân này, em Tuân này, Phứ này, Nô này. 5 người đàn ông đang chờ 6 người con gái. Mua đồ chờ 30 phút nữa rồi mà vẫn chưa xong. Đấy, 5 người đàn ông ngáp ngắn ngáp dài chờ. Đúng cái cảnh mà các anh hay đưa các chị đi mua quần áo luôn. À, đến giai đoạn tính tiền rồi. Thế xong rồi còn đưa các nàng đi mua giày nữa cơ. Các nàng chọn giày chắc cũng còn lâu đấy. À chào anh. Đẹp trai đâu?
nhan sắc trung bình thôi. Không, nhưng mà giọng của anh nghe ấm lắm. Sao ở trong ngoài ấm hơn? Bấm đi. Ở ngoài trắng hơn đấy à? Không, ở ngoài xấu hơn. Ở ngoài nói chuyện khác hơn. Thế là mọi người cũng bán hàng trong này hết à? À. Thế mà em không đi ủng hộ bọn chị. Ôi dồi ôi, mấy nàng này chọn chứ em có được lựa chọn đâu. Mỗi nhà ủng hộ một tí chứ. Thế... bọn chị hay kênh xem kênh của em mà em không ủng hộ. Ôi thế à? Đó, thế để lần sau ạ. Lần sau em ủng hộ chị. Chắc chắn sẽ có lần sau. À. Đủ hết mỗi đứa ba bộ chưa? Đủ rồi ạ. À, ok. Là ở đây cũng rất là nhiều khán giả của Cha Vlog ấy, ngại quá. Cái quần bò là tính rồi, bây giờ cái áo gió với cái quần này thôi đúng không? Cái áo này đúng không? À, mua cả áo gió à? Ok. Với cái thời tiết phố cáo này nó cũng lạnh lạnh, giờ hơi lắm. Mặc áo gió cũng được. Đây mọi người thấy các bạn vẫn mặc những cái áo rất là dày bên ngoài này. Cái thời tiết đây nó khác mọi nơi. Ok. Áo của cậu còn có cả một con gấu dính ở cạnh như này mọi người. Có những bộ quần áo rất dễ thương. Rồi thiệt hại tổng ấy bà chị. 2.180.000. 2.180 đúng không? 2.480 nữa. Ok. À, 1 đồng này. Hai đồng này. Đây. 2.50 này. 2.480 đúng không? 2.50 rồi. Em của anh 20.000. Ừ, trả lại 20.000. Ok, đi mua giày nào. Em cảm ơn nhá. À, ok, cảm ơn bà chủ nhá. Cảm ơn các em xanh nhá. Ờ, buôn may bán đắt nhá. Đi. Rồi. Chiều các nàng nốt đôi giày nữa nào. Để chọn xong là một số gian hàng họ bắt đầu dọn hàng về rồi. Bắt đầu dọn chợ về rồi. Ở đây bà con cũng đi chợ không quá muộn đâu. Tầm 10 giờ là chợ vắng tanh. Ui, bên này đẹp này. Cậu ơi. Bên này thời trang này. Dép cũng được, giày cũng được. Đây bên này cũng đẹp này. Dép quai này. Hay thích giày hay thích dép quai? Dép có đôi giày. Có những đôi dép này đẹp thật. Thôi, tùy các nàng. Các nàng không ưng à, biết ngay. Hơi khó tính. Hơi khó tính. Không phải khó tính đâu, con gái nó đi chợ là thế. Con gái nó đi chọn đồ nó phải như thế là mới đúng. Còn con gái mà chọn phát mua luôn là hơi xuề xòa. Học sinh hết mà, đang lứa tuổi đi học. Đồ này nó giỏi lắm. Nó làm còn hơn người lớn. Nó chăm, khỏe. Con nhà nông có thế thật, đúng thật. Trẻ con trai vất vả mà. Thế con chị là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu á. Cháu năm thì đại học rồi. À đại học. Con rồi. Chị em mình thế lại nhàn quá. Còn là cháu bé thứ hai thì năm nay mới học xong năm. Vâng. À. Đấy cứ tùy các nàng ấy chọn thôi. Vâng. Đúng rồi. Đây là mua đồ vào năm học mới. Được tiền này, đấy, bây giờ lại được qua. À, thấy một nàng chọn được, hai nàng chọn được rồi. Không mua giày à, mua dép thôi à, cún? À, nóng mua dép thôi. À, nóng mua dép à? Mua giày thì mùa đông đi được. Ừ. Mua dép thì mùa này đi thôi. Không, dép này cũng đẹp mà, dép sành điệu đấy. Dép này ở dưới kia mua nó phải 200.000. Trên này thì bán rẻ thôi mà. Trên này bao tiền một đôi? 140 à? Ồ. Bán giá bình dân thôi. Giá bình dân. Còn đây giày thì 150. Vâng.
Đôi dép, đôi giày. Thế bây giờ như này đi. Mỗi đứa một đôi dép, một đôi giày đi, cho thoải mái đi nhỉ. Ờ, chọn đi. Thầy cứ phân vân đặt lên đặt xuống mãi. Mua giày hay mua dép nữa, nãy càng suy nghĩ. Thôi cho mỗi đứa một. Ờ đúng rồi, mỗi đứa một đôi dép, một đôi giày đi. Hai thằng này đi chọn một đôi dép nữa đi. Hai tháng nữa là dép thằng này ở đây này. Đấy, hai thằng này làm đôi dép nữa đi. Đây dép đây này. Đấy, đấy. Dép quá rồi. Đấy đúng rồi, bỏ cái dép tổ ong và dép lê đi, làm đôi dép này nữa đi. Ừ, thấy các nàng cứ cầm lên đặt xuống. Ok. À, chọn xong dép thì cha sẽ khao cả đội một chầu trà sữa nữa là hết ý, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn rồi. Đúng rồi, hai thằng làm đôi dép nữa đi, chú quên mất đấy. Đấy. Khắp nơi nhỉ? Dạ vâng chú. Để xem suốt mà. Vâng. Cứ đừng ở nhà anh đừng nghỉ là cứ xem chương trình của các cháu thôi. À thế à? Chú bán hàng ở đây ạ? Bán phở. À bán phở ạ? Vâng. Thế chú dọn hàng rồi à? Chú dọn. À. Không ấy sang ủng hộ mấy bát. Dạ cháu cảm ơn chú nhá. Dạ. Trong chợ nhiều khán giả quá. Cảm động quá. Vừa đẹp luôn. À, chúng ta có lục đại mỹ nhân xá lủng. Bình thường có tứ đại mỹ nhân, hôm nay có lục đại mỹ nhân. Này Hắc công tử, hai Hắc công tử chọn được rồi đúng không? Ok. Đây này nó có con đấy để lắp lên cái dây ấy. Bác lấy thì vứt đi cũng được mà, không cần đâu. Do mình thích nó. Đẹp quá. Thời trang trên này cũng rất là cập nhật. Mà giá cả nó rất là phải chăng ấy mọi người. Rất là ok. Không vừa thì mang ra chị đổi được mà. Bây giờ một tí, một phân nấm, một số. Ui, cú te thế, làm đôi này à? À. Cái này đôi này với đôi này. À, chị thấy lục đại mỹ nhân của em đỉnh không? Đỉnh. Đấy, toàn xinh đang gái, đẹp. Toàn người đẹp luôn. À, số tiền để mua sắm đồ cho các bạn nhỏ này thì có một chị khán giả, chị ấy cũng giấu tên thôi, chị rất là quý các bạn nhỏ đây là chị nhờ trao đi chợ mua tặng. Các bạn ấy những cái bộ quần áo để đi học thì mình thì mình cũng rất là cảm kích đó, khi mà được nhìn những cái hình ảnh cái sự vui tươi của các bạn như này là mình giống như một cái phần tuổi thơ của mình được được quay trở lại. Về hồi nhỏ thì cái lứa tuổi của Trao thì cũng chỉ chờ những cái lúc mà năm học mới, đầu năm học mới thì mới được đi mua quần áo mới, giày dép mới thôi. Còn bình thường là phải mặc những cái đồ rất là cũ. Thì cái này nó giống như một cái phần tuổi thơ của mình, nó được sống lại. Mình cũng có một chút cái sự cảm động, một chút ngậm ngùi ấy, mọi người. Đấy, không những là lục đại mỹ nhân và mua ủng hộ mà còn thêm cả những người khác mà mua ủng hộ. Đội này vía rất là tốt luôn. Rồi, bây giờ tính tiền đúng không? Tính tiền cái này đã. 200, 400, 600. Đây này, hai đôi này 100, 700, 1.540.000. Tổng là 1.540.000 tất cả giày dép. Ok. Em gửi này, 1 triệu này. 540 à? 500 này. Ra 40 thôi. 40 thôi à? Ui dồi ôi, cảm ơn chị nhá. Chị xinh gái quá. Thôi. Rồi, em cảm ơn chị nhá. Vâng. Thế nhưng mà đôi nào không vừa bọn nó ra đổi lại được. Thoải mái mà. Thoải mái nhá. Thoải mái luôn, lúc nào cũng ở đây. Vâng, ok. Ok nào, chúng mình quay về quán trà sữa làm một chầu trà sữa nữa nào. Đi. Anh ơi, mình lên cổng xong là cho bọn em xin chụp ảnh. À, lên cổng chụp ảnh nha. Ok, được. Đi. Xong rồi ra quán trà sữa làm chầu trà sữa nữa. À, cuối cùng người ta các nàng cũng đã mua xong rồi. Mất gần 2 tiếng đồng hồ để đi lựa quần áo, giày dép.
con nào cũng tươi rồi. Ok, bà chủ cho 8 trà sữa đi. Đi quay về giờ cho ấy hả? Rồi, cho 8 trà sữa đi nào. Trà sữa là xinh nhất. Đang khát nước lắm rồi. Loài nào mấy đứa này hay uống nhiều này? Thì đấy là nó cũng uống mà. Ngồi ở đây hay ngồi trong? Thế nào cũng được. Ngồi trong thì đi vào. Cho 8 trà sữa. Vậy là cha đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Một lần nữa thì cũng rất là cảm ơn tất cả quý khán giả đã yêu mến bà con Xá Lùng, ủng hộ kênh YouTube Cha Vlog. Bây giờ thì có lẽ là cha cũng xin phép dừng máy tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến hành trình khám phá tiếp theo.